qua 9 lần tổ chức, hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng thời đại không chỉ dừng lại ý nghĩa là một sân chơi truyền thống mà đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với hình thức sinh động, hấp dẫn và đầy trí tuệ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ khu vực trường học và đoàn viên thanh thiếu niên thành phố tham gia, là dịp để cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ thành phố nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập và cuộc sống hàng ngày. Hội thi năm nay thu hút 300 thí sinh của 55 đội tuyển từ 44 đơn vị tham gia, được chia làm hai bảng thi. Bảng A gồm các đội tuyển thuộc khối quận huyện, các trường trung cấp. Bảng B gồm các đội thuộc khối các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Các phần thi được thiết kế tập trung vào các nhóm nội dung chính, đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn, các kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và thành phố như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 và lịch sử văn hóa dân tộc, truyền thống của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phần thi đội tuyển diễn ra sôi nổi, mỗi trận thi đấu đều mang đến cho khán giả những cảm nhận mới hơn về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và luôn đòi hỏi mỗi đội phải có kiến thức thật vững, luôn thể hiện được tinh thần đồng đội và khả năng quyết đoán. Một điều dễ nhận thấy ở các vòng thi đó không chỉ là những kiến thức khoa học được vận dụng một cách gần gũi trong đời sống của cán bộ, giáo viên, giảng viên mà đó còn là tinh thần hăng hái của những bạn trẻ hết mình hòa vào các phần thi. Trong hội thi năm nay, nhằm đổi mới, tăng tính hấp dẫn cho các phần thi, ban tổ chức đã xây dựng các phần thi mới nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là phần thi sắc son niềm tin với Đảng, phần thi thắng lợi tháng 8 đối với vòng bán kết, sau đó đổi tên thành phần thi mùa thu độc lập trong chung kết và xếp hạng. Hội thi ánh sáng thời đại năm 2020 đã thực sự mang lại sự thu hút đối với đoàn viên thanh niên và đặc biệt là đối với đội ngũ là cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường trung học phổ thông và đại học cao đẳng. Thì qua mỗi năm tổ chức thì sân chơi đã thay đổi hình thức để mang đến những cái sự tiếp cận đối với lại mọi người tốt hơn như ứng dụng công nghệ và gia tăng tính tương tác của khán giả đối với sân chơi này. Và những kiến thức mà trong cái sân chơi này mang lại đã mềm hóa so với lại kiến thức mà các bạn được tiếp cận và các bạn có cơ hội được vận dụng ôn tập những kiến thức cũ mà mình đã được học trước đó. Mình thấy các cái đội có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo và bởi vậy cho nên là cái đội của mình cũng cảm thấy có cái phần áp lực, phần tâm lý rất là hồi hộp. Đó, nhưng mà khi mà mình đã bước lên sân khấu, mình đã đi thi chung với các đội đó, với cái tinh thần đoàn kết xây dựng là mình học tập được cả ở các đội bạn rất là nhiều. Đó thì như vậy thì cái ý nghĩa của cái cuộc thi là lan tỏa cái sự đoàn kết và cái tinh thần học tập không ngừng. Các cái câu hỏi trong cuộc thi ấy, thì rất là gần với cái thực tiễn, rất là gần với thực tế cuộc sống. Có nhiều câu á, liên quan mang tính chất thời sự. Ví dụ như là cập nhật đến cái tình hình dịch Covid-19 đó, rồi cập nhật các cái thông tin về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, về mọi mặt của đời sống mà mang cái tính thời sự rất là cao. Thì bản thân như vậy á, thì mình là một cái người đi dự thi, mình học được rất nhiều mà mình bổ sung, mình cập nhật những cái kiến thức rất là giá trị. Và từ đó mình vận dụng nó, mình chia sẻ lại cho sinh viên của mình, mình truyền đạt những cái ý tưởng, những cái thông tin bổ ích để mình đáp ứng được cái việc mà giảng dạy ở trong cái môi trường đại học. Ba đội tuyển có mặt tại vòng chung kết bảng A là các đội tuyển đến từ đơn vị quận đoàn Tân Bình,
quận Đoàn 5. Đoàn trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Đại học Sài Gòn và 3 đội tuyển xuất sắc nhất bảng B gồm đội tuyển trường đọc ngoại ngữ tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng thời đại lần thứ 9 năm 2020 đã diễn ra gay cấn, kịch tính trong sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên. Các thầy cô giáo trẻ đã thể hiện kiến thức, bản lĩnh và cách xử lý tình huống qua các phần thi, điểm son lịch sử, mùa thu độc lập, bản lĩnh nhà giáo trẻ, ánh sáng thời đại. Và đặc biệt là phần tranh tài thú vị của các nhà giáo trẻ khi thoát khỏi vai trò trên giảng đường, hóa thân vào các nhân vật trong các tiết mục sân khấu hóa, thể hiện tư duy, quan điểm của mình về các vấn đề xây dựng đảng gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh trong phần thi sắc son niềm tin với đảng. Đội tuyển đến từ quận Đoàn 5 đã xuất sắc trở thành quán quân của bảng A và đội trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là quán quân của bảng B của hội thi năm nay. Hội thi đã giúp cho đội ngũ thầy cô giáo trẻ có dịp vận dụng những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế, thể hiện bản lĩnh của mình, đồng thời góp phần bồi dưỡng lý luận chính trị cho các thầy cô đang trực tiếp làm công tác giảng dạy cho đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố.